Gần một năm nay, cứ thứ bảy chủ nhật hàng tuần, tiếng đánh dần từng con chữ lại vang lên ở khu vực lòng hồ Trị An. Đây là lớp học đặc biệt khi người thầy là một cán bộ kiểm lâm, còn học sinh là những người lớn tuổi. Thậm chí có những cụ già gần 80 tuổi sống lênh đênh trên làng bè Trị An. Lớp học đặc biệt này do anh Nguyễn Hoàng Nam, cán bộ kiểm lâm, bí thư đoàn thanh niên, khu bảo tồn thiên nhiên Chân Quá Đồng Nai sáng lập và duy trì. Khu vực lòng hồ Trị An hiện có hơn 1.200 hộ sinh sống với hơn 6.000 nhân khẩu. 70% trong số những nhân khẩu trên là chị Kiều trở về từ Campuchia. Do không biết chữ nên hầu hết họ chỉ đánh bắt cá để kiếm sống qua ngày. Trong một chuyến đi làm từ thiện dịp Tết, tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên lòng hồ Trị An, anh Nguyễn Hoàng Nam nhận thấy có rất nhiều người không biết chữ. Do đó, anh đã có ý định mở lớp dạy chữ cho những Việt Kiều lớn tuổi này với mục đích xóa mù. Có mong muốn thì học thì tôi cũng không biết chữ, con cũng không biết chữ nữa. Rồi muốn học cũng nhờ mấy chú này nè, để hướng dẫn mà học những người cao tuổi cho biết chữ. Rồi tôi hướng dẫn con, tôi còn nhỏ học với lớp với thầy nữa. Rồi đưa tới đưa lui cho con, rồi bỏ mình anh con thì con nó cũng buồn. Mình không biết học như thế nào. Thì tôi yến vô đây học cho biết chữ giữa tôi mà giữa hướng dẫn con biết chữ luôn. Lớp học không phân biệt độ tuổi, số người trong một gia đình. Tất cả mọi người chỉ cần có nhu cầu học để biết cái chữ đều có thể tham gia. Có những gia đình gồm bố chồng, con dâu cùng tham gia một lớp. Cuộc sống mình giờ đang rất giả, mình học là cho mình biết chữ đi đâu mình dễ. Nó biết chữ nghĩa mình đi đâu nó cũng dễ dàng cho mình. Lớp học đặc biệt này được mở đến nay cũng gần 8 tháng, dạy vào 2 ngày cuối tuần. Sĩ số lớp tuy khiêm tốn nhưng duy trì khá đều, khoảng trên 10 người một lớp. Với đặc thù là dạy chữ cho những người lớn tuổi nên các thầy gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều cụ đã không còn minh mẫn, trí nhớ kém, tay cầm bút không được dẻo, run tay. Nhưng với tinh thần ước muốn cháy bỏng là một lần được tự tay viết tên mình nên nhiều cụ đã rất cố gắng. Những cái thành quả ban đầu, mỗi khi mà thấy những cái người dân người ta viết được cái tên của họ hay là đọc được một câu chữ nào đó, chúng tôi cảm thấy là vui, rất là vui. Mà chúng tôi thấy rằng là cái sự cố gắng của chúng tôi á thì nó không là gì so với cái sự vất vả của bà con. Và khi mà bà con có được con chữ rồi, nó sẽ là cái hành trang cùng đi theo bà con đến suốt cả cuộc đời. Những học trò của lớp học đặc biệt này ai cũng có một làn da đen rám nắng, dáng người khắc khổ. Nhưng với tinh thần vui tươi, ai cũng hy vọng vào một cuộc sống mới tốt đẹp hơn khi đã biết thêm con chữ.